Rồi, nhanh nào, nhanh nào. Ai mà đi trễ là ở nhà luôn nghe chưa? Rồi, tới liền. Anh này đừng có hối tụi nhỏ. Ủa, bạn ai nữa vậy? Con biết. Ủa, con từ đâu đến? Con từ trên trời rơi xuống. Hả? Lại thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rồi bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già. Rồi từng ngày phải lo xa, ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi. Để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Qua bên đó phải nhớ nghe lời bác hay chưa? Ba nhớ con lắm. Bình ơi là Bình, đừng trời khóc ơi, mà. Trời ơi, chuẩn bị đi học đi. Khóc xấu lắm. Nhưng mà nhớ chiều nay á. Con biết rồi đánh, mà bà. Dạ. Ba cứ yên tâm. Dạ. Bên đó lại bị đi học lắm nha. Dạ. Tối rồi hả? Dạ, con biết rồi. Con nhớ rồi, vẫn ổn. Chơi game một chút rồi ngủ nghe chưa? Con nhớ rồi nha. Rồi ba hứa, ba qua thăm con. Ba hứa, ba hứa, ba hứa. Ok ba. Rồi bye bye nghe. Bye con trai. Chào buổi sáng cả nhà. Trời ơi, công nhận á, từ lúc á mà An với Bình đi theo bác qua Mỹ, còn ông Đức thì đi du lịch, con thấy căn nhà này yên ắng hẳn luôn á. Không có tiếng con nít, lâu lâu con thấy cũng buồn. Ước gì tự nhiên có đứa con từ trên trời rơi xuống chú ha. Trời ơi, nói gì nghe không vui hết vậy. Thôi thôi, đi học đi, đi học đi. Dạ, chờ chú đi, chờ chị đi. Con từ trời rơi xuống, cô đâu có nuôi đâu mà cô lo. Trời ơi, đúng là nít. Anh nói thiệt, giờ anh không bao giờ ước một đứa con nào từ trên trời rơi xuống nữa. Anh chỉ ước là có một đứa con thôi. Em hiểu ý anh đó nha. Đi làm nha. Anh. Hử? Quên cặp nè. Cảm ơn. Anh ước gì anh được nghỉ phép ở nhà giống em vậy đó. Ngày nào cũng phải đi làm mà trong khi em ở nhà nheo nhẽo như vậy thiệt khó chịu chắc. Ủa, vậy là anh muốn được nghỉ phép hả? Ừ? Muốn được nghỉ làm hả? Ừ, nếu được. Vậy thì anh cho công ty xin nghỉ việc đi. Trời ơi, anh nghỉ việc rồi lấy đâu tiền đâu nuôi cho mấy đứa nhỏ ăn học. Nói gì bậy bạ không à. Thôi, đi làm. Alo. Ủa, chưa tới giờ làm mà sếp. Hả? Sếp nói cái gì? Chuyện ở công ty, sếp tổng vừa mới gọi cho anh. Sao? Anh đã làm gì? Họ không muốn anh giữ vị trí đó nữa. Hả? Thiệt không? Anh nói vậy là sao? Anh là... Phải, trời ơi, sao lại đuổi anh chứ? Ti quá nhiều rồi, sao lại đối xử với anh như vậy? Em lên công ty nói chuyện với ông Tài. Ê, ê, ê. Ông Tài là cái gì đâu mà phải nói chuyện với ông? Họ không muốn anh ngồi vị trí đó nữa. Họ muốn đưa anh lên vị trí phó tổng giám đốc. Anh lớn hơn ông Tài rồi. Trời ơi, thiệt không anh? Thiệt. Trời ơi, anh lại mất hồn mà. Anh kẹo em
quen thôi. Nhưng mà cái điều đó không có vui đâu. Điều này mới vui nè. Sao vậy? Anh được đi ra Đà Nẵng công tác 6 tháng. Anh đi một mình anh vui không? Em không vui hả? Không, thực sự anh đi anh cũng nhớ em lắm. Anh dẫn lố đúng không? Nhưng mà thực sự là anh rất là nhớ em. Mà nếu em không thích á thì thôi, để anh nói với lại sếp tổng là anh không nhận chức đó, anh không đi ra ngoài Đà Nẵng công tác. Không. Hết hồn. Sao vậy? Anh phải đi. Đó là tương lai của anh mà. Anh phải đi, anh đi đi. Trời ơi, cảm ơn em nha. Em hiểu anh, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Ôi tội nghiệp con nhỏ thấy không? Ba ơi, ba đang ở đâu, ba mau ra đi, ba không trốn được con đâu. Ai là ba của con nhỏ thì ra nhận nó đi kìa. Ba nhận đi. Trốn ở đâu con cũng tìm được ba hết á. Nếu như mà ba không ra hả, con sẽ công khai danh tính của ba cho tất cả mọi người. Ai nhận đi. Ai ra nhận đi. Nè con của ai? Con mày phải không? Trời ơi, em má luôn. Trời ơi, con của ông không nổi. Trời ơi, con nghe đi. Thấy không? Thế nè. Con không đúng không? Ai bả? Ai là ba con nói nhận đi. Tụi nghiệp đó. Con ai đi, ai ra đi đi nè, đi ra đi trời. Ai là ba con nói nhận đi. Tụi nghiệp đó. Trời ơi, chứ nó nói này là xấu mặt lắm luôn đó. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy mọi người? Ủa gì vậy? Con bé này đứng đây mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó nói nó đi tìm ba nó nè. Nó nói ba nó chắc chắn làm những người đàn ông trong khu phố này. Nói bây giờ hả, đàn ông khu phố này bây giờ ai cũng hồi hộp lo lắng hết trơn á. Ủa giờ ai là ba của con bé này thì nhận đi. Ai nhận đi. Con biết ba là một trong số những người đàn ông đang có mặt ở đây. Ai vậy? Chịu ra đi. Ai đi ra đi, giờ ơi nhận đi. Thì ai ra nhận đi trời. Ai đi ra đi, giờ ơi nhận đi. Anh nhận má, không đi ở ngoài đúng không? Không phải, ba đâu biết gì đâu. Ê, cái gì? Ông đi. Sao? Có nào ông có con rơi nữa mà ông biết không? Bậy nha. Nhận đi nha chứ không nhận là thất đức lắm á. Không phải, tôi mới dọn về đây ở à. Trời ơi, tôi lại còn trong sáng lắm. Chưa hề vướng bụi hồng cả thỏ đó mà còn rơi. Ôi. Vậy ai ra? Ai đi nhận đi. Nói đi. Phải không phải thằng này không? Trời ơi, chị em mà. Trời ơi, bây giờ nghe qua bà con bình tĩnh đi. Được rồi. Sẵn bây giờ ở đây có đầy đủ mọi người trong xóm này, bây giờ chú sẽ tìm ba cho con nè. Con có chắc là cái người ba của con là ở trong cái xóm này không? Con chắc chắn. Bây giờ con có bằng chứng hay là con có danh tính hay gì không để dạ đây. Chú điều tra giùm con cho. Anh ơi, sao mắt em giật quá? Mỗi mắt giật tôi có gì đâu. Có quan trọng cái chuyện đó, người ta đứng trước cửa nhà mình giúp người ta lẹ đi, có gì đâu, giúp người mà. Nè, có bằng chứng nè, có quê quán năm sinh đàng hoàng nè. Quê quán An Giang, sinh năm 1979. An Giang, 1979. Tôi ở Nha Trang, tôi ở An Giang. Ông này ở Nha Trang rồi, không phải. Dạ, An Giang. An Giang. Ông đi. Bước qua. Sao? Ông nhận con đi, con ông nói tiếng mà An Giang nè. Tôi thì tôi quê ở An Giang. Nhưng mà tôi sinh năm 69 chứ không phải 79. Rồi, bước lại. Ủa vậy là ai? Con có chắc là sinh năm 79 không con? Dạ, hay chắc. Là 69? Dạ chắc, 79. 79 đó chứ. Có tên nè. Thôi bây giờ công khai danh tính luôn đi. Tôi đọc tên một cái là lòi cái mặt ra nghe chưa? Nghe chưa? Nói rõ ràng đi, mệt quá. Từ từ. Nguyễn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng. Ủa, ông là chú hả? Là chú á. Trời ơi. Bà con bình tĩnh coi. Nè con, ba con là ai mà sao tự nhiên tên giống chú, rồi năm sinh giống chú, quê quán giống chú vậy? Cái người này là ai? Ba con là ai? Chú là ba của con. Khoan, bà con bình tĩnh coi. Chưa gì hết, nhau lên. Con là ai? Con là con của chú. Im lặng, chưa có gì hết mà. Nè con, cái gì giỡn được nghe chưa? Cái chuyện này giỡn không có được nghe chưa? Đây là gia đình của chú nghe chưa? Con nói một câu phá nát gia đình của chú nha. Đây là bằng chứng. Ôi giống y hả? Y chang trong hình rồi. Ôi giống y hả? Ôi gì vậy? Hả?
đi đám cưới hả? Đi dẫn con đi. Chứ có kịch hả? Dẫn thì dẫn. Tại sao vậy? Lại thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong dạng của tôi vậy? Chuyện là... Anh đừng nói gì hết á. Tụi tôi quá thất vọng vậy. Không phải ý nè. Anh khỏi giải thích đi. Chuyện nó rành rành như vậy rồi, anh còn muốn nói gì nữa? Tại sao con bé nó gọi anh là ba? Anh Tùng à, đã bao nhiêu lần em gợi ý với anh về chuyện con em, con anh, con của chúng mình, anh liên tục từ chối em. Anh nói là không, không, không. Em tưởng anh là một người sống giữ gìn cho bản thân, đức độ. Cuối cùng sao? Lời đứa con này là sao? Anh trả lại em đi anh Tùng, anh trả lại em đi. Con tình cảm với đẹp cho anh là cái gì? Anh có nhẹ đúng không? Em cũng có trái tim mà anh Tùng. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Ủa, cái gì vậy chị? Chị cứng. Con cái gì đây? Không, ý là chị ức á. Cái chuyện chị với anh Tùng thực sự là nó kết thúc rồi. Chị nhường ảnh cho em rồi mà. Không, nhưng mà chị ức tôi cưng. Chị ức thôi nha, chứ không có ý gì hết. Nhưng mà cái điều em muốn biết ở đây là cái cô gái trong hình như thế nào với anh? Đúng. Ai cũng có quá khứ mà. Cái đó là một cái cuộc tình ở trong quá khứ của tôi. Không, bởi vậy ăn ốc mà giờ. Nhưng mà chú Tùng, An với lại Bình mới vừa đi theo bác chưa được bao lâu mà tự nhiên giờ xuất hiện thêm con nhỏ nào nữa. Con bớt đổ dầu vô lửa được không vậy? Hả? Gia đình chưa đủ rối sao con? Mọi người bình tĩnh đi. Tôi nhất định phải làm rõ cái sự thật này để chứng minh mình là người trong sạch. Rõ cái gì nữa anh? Người ta đã để con gái đến đây tìm anh. Anh mà không nhận thì anh đúng quả là đồ vô trách nhiệm đó. Vy. Đúng. Anh vô trách nhiệm. Anh vô trách nhiệm với con anh. Anh vô trách nhiệm với tôi nữa. Cái gì vậy trời? Vy không sao chứ tự nhiên bà này bà nói chuyện giống như là tôi chồng bà luôn vậy trời. Vậy giờ con sẽ ngủ ở đâu đây ba Tùng? Chú Tùng, không có được nha. Chú không có được cho con nhỏ này ở trong nhà mình nha. Lỡ nó có ý đồ xấu xa gì rồi sao? Nói ai xấu xa hả? Con nhỏ đen thui kìa. Ê, nói ai nhỏ đen thui? Thôi mà hai đứa, nhìn lại mình đi có ai trắng không? Hai đứa giờ tạm thời chung nhau đi. Ngày mai tính. Bữa nay nhức đầu quá rồi, tùm lum chuyện lắm rồi. Chú Tùng. Chú Tùng. Bà đúng là đứa con từ trên trời rơi xuống. Tôi là phần 2, bà là phần 1. Chúng ta đều là những đứa con từ trên trời rơi xuống. Mai đôi bên trà sẽ chẳng rơi xa cha con chúng ta phù bao.